Chào quý vị khán giả, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Mời quý vị khán giả cùng xem múa lân cả nhà. Bữa nay lễ Thánh Thất. Lễ Thánh Thất Ngũ Lạc. Ông lân nhảy. Mời quý vị khán giả cùng xem ông lân nhảy. Thánh Thất xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải nghe cả nhà. Ông Lân mới có chuẩn bị, cả nhà chuẩn bị nhảy thôi. Đây là lúc sáng sớm cả nhà mới chuẩn bị thôi. Buổi trưa với buổi chiều mới đông, nhưng mà sẵn Út đi chợ, Út ghé quay luôn cả nhà. Mình quay buổi sáng chuẩn bị thôi, mới chuẩn bị. Thông tin xin thông báo đến dự lễ Trí Thạnh có họ đạo Không Thạnh nguyện cầu ngài. Là làm buổi lễ Thánh Thất xã Ngũ Lạc cả nhà. Là lễ Trí Thạnh đề nghị ban tiếp tân tiếp rước phái đoàn họ đạo Không Thạnh. Xem video nếu có thích cho Út xin một like cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Út. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Giấc này là khách ra đây nghe tới trưa chút mới đông cả nhà.